Mến chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi kênh tin tức Lê Cần News. Những nội dung mới nhất chúng tôi vừa cập nhật sẽ được gửi đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Cháy ở chợ Cẩm Phả, dùng máy xúc phá tường cứu hỏa. Người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát trong chợ nên đã hô hào cùng nhau chữa cháy tại chỗ và báo lực lượng chức năng. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 20 giờ 30 phút tối ngày 16 tháng 9 tại chợ Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh. Theo đó, người dân phát hiện ngọn lửa bùng lên phía trong chợ, đã hô hoán nhau ứng cứu, đồng thời báo cho cơ quan chức năng. Lúc này gần khu vực chợ có một chiếc máy xúc nên người dân đã dùng để phá tường tiếp cận khu vực xảy ra hỏa hoạn. Họ còn huy động các thiết bị chữa cháy trong nhà ra dập lửa. Sau đó, lực lượng phòng cháy chữa cháy tới hiện trường và dập tắt hoàn toàn ngọn lửa. Vụ cháy rất may không thiệt hại về người, một số đồ dùng trong các gian hàng bị thiêu rụi. Nguyên nhân hỏa hoạn đang được kiểm tra làm rõ. Một bí thư huyện ủy ở Bình Thuận bị xử lý vì vi phạm nồng độ cồn. Thời gian qua, Bộ Công an chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông và công an các đơn vị địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn. Quá trình triển khai, các tổ công tác đã thể hiện đúng tinh thần, phương châm, không có ngoại lệ, không có vùng cấm. 6 tổ công tác đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm là cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức trong các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang. Tối ngày 14 tháng 9, tổ công tác số 3 của Bộ Công an bao gồm lực lượng thuộc Cục Cảnh sát Giao thông, Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Văn phòng Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự, Công an thành phố Phan Thiết, Bình Thuận phát hiện một trường hợp là bí thư huyện ủy trên địa bàn tỉnh vi phạm nồng độ cồn. Cụ thể hồi 21 giờ 15 phút cùng ngày, tổ công tác dừng kiểm tra ô tô tại đường Hùng Vương, Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận. Tài xế điều khiển là ông D, sinh năm 1974, trú tại thành phố Phan Thiết, Bình Thuận. Qua kiểm tra nồng độ cồn, tài xế này vi phạm ở mức 0,124mg trên lít khí thở. Quá trình làm việc với tổ công tác, tài xế D cho biết mình công tác tại huyện ủy BB, Bình Thuận. Cảnh sát đã tiến hành xác minh người vi phạm là bí thư huyện ủy. Sau đó tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính. Ngoài việc phải nộp phạt vi phạm hành chính, cơ quan chức năng thông báo về nơi làm việc của người vi phạm để có hình thức xử lý tại cơ quan. Trúng đấu giá biển 30k 55555, dân chơi Vĩnh Phúc rao bán lại giá 20 tỷ đồng. Chỉ sau một ngày phiên đấu giá biển số ô tô đầu tiên kết thúc, đã có hai người trúng đấu giá công khai chào bán lại. Trưa 16 tháng 9, anh Dương Công Minh ở Vĩnh Phúc, người trúng biển 30k 55555, giá 14,120 tỷ đồng, gây sốt ngày hôm qua, cũng đang rao tin chuyển nhượng lại cho ai có nhu cầu muốn sở hữu. Tôi muốn bán lại cho ai đó trả được giá 20 tỷ đồng. Dưới mức giá này thì tôi sẽ giữ lại để sử dụng. Anh Minh chia sẻ. Kể về quá trình trúng đấu giá biển số này, anh Minh cho biết, thực ra thời điểm tôi vào phòng đấu giá là đã muộn. Lúc đó mức giá đã đạt con số 14,115 tỷ đồng. Tôi vào trả 14,120 tỷ, tức chỉ hơn người trước đúng mức giá tối thiểu là 5 triệu. Từ đấy, một tiếng sau thì không ai trả thêm giá nữa. Giờ đấu giá kết thúc và biển số đó thuộc về tôi. Tôi cũng rất ngạc nhiên khi giá bị đẩy lên cao đến như vậy. Anh nói thêm. Được biết, ngoài tấm biển trúng đấu giá lần này, anh Minh hiện đang sở hữu trên dưới 10 chiếc xe ô tô biển số đẹp khác. Tiết lộ việc sẵn sàng trả giá lên đến hơn 14 tỷ đồng để sở hữu biển số 30K 55555. Anh Minh nhấn mạnh, lý do là có sở thích đam mê sưu tầm xe biển đẹp từ lâu. Theo quan niệm của giới chơi xe biển đẹp, số 5 nằm ở trung tâm của dãy số tự nhiên từ 1 đến 9. Chính vì vậy, đây được coi là con số trung lập, hài hòa, cân bằng nhất, chứa cả thái âm và thái dương. Ngoài ra, số 5 còn là con số vua, tượng trưng cho sự trường thọ và bất diệt, biểu tượng cho cuộc sống có sự hòa hợp, yên ổn, an lành. Thu phí lòng đường vỉa hè ở thành phố Hồ Chí Minh, mục tiêu chính là đảm bảo giao thông. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có tờ trình gửi Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố trên địa bàn thành phố. Theo quy định tại luật phí và lệ phí, ban hành năm 2015, phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố là danh mục các khoản phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh. Hiện nay thành phố chưa có quy định đầy đủ về mức phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố, mới chỉ ban hành mức phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô theo giờ. Vì vậy, việc ban hành quy định nhằm tạo công cụ quản lý đô thị một cách minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho nhu cầu cấp thiết của người dân. Theo tờ trình, việc ban hành quy định không phải để triển khai đồng loạt, mà thành phố chỉ xem xét cụ thể cho một số vị trí phù hợp đảm bảo tiêu chí
khi người dân có nhu cầu cấp thiết. Lòng đường, hè phố để phục vụ cho giao thông là chính, ưu tiên cho người đi bộ. Trường hợp sử dụng phải đảm bảo các nguyên tắc phù hợp với các tiêu chí, chẳng hạn như không gây mất trật tự an toàn giao thông. Phần hè phố còn lại dành cho người đi bộ tối thiểu từ 1,5 mét, phần lòng đường còn lại đủ bố trí tối thiểu 2 làn xe ô tô cho một chiều lưu thông, đồng thời phải phù hợp công năng và kết cấu chịu lực của lòng đường, hè phố và phải được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép hoặc chấp thuận. Như vậy, khi quy định này được thông qua, sẽ tránh được tình trạng lòng đường, vỉa hè, mạnh ai nấy lấn như hiện nay. Theo tờ trình, sau khi Hội đồng Nhân dân TP HCM ban hành nghị quyết, Ủy ban Nhân dân TP ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện, các sở ngành địa phương sẽ triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong đề án thu phí lòng đường, vỉa hè. Việc thực hiện sẽ đảm bảo thu đúng, thu đủ, công khai, minh bạch và kịp thời, đồng bộ trên địa bàn TP HCM. Thời gian thu phí đề xuất triển khai từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Tài xế lùi xe thiếu quan sát, tông bé gái 4 tuổi tử vong. Khoảng 17 giờ ngày 16 tháng 9, tại ngã tư đường 16 tháng 4 và Nguyễn Văn Nhu, thuộc phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận, xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm. Trước đó, tài xế xe tải, chưa rõ danh tính tài xế, dừng xe để bỏ đá cho một quán vỉa hè. Sau khi bỏ đá xong, tài xế lùi xe để quay đầu, không may cán bé gái 4 tuổi đang ngồi phía sau. Vụ va chạm làm bé gái tử vong tại chỗ. Theo người dân địa phương, thời điểm xe tải dừng bỏ đá, bé gái đến ngồi sau xe để đi vệ sinh. Nhiều người chứng kiến nhưng không kịp hô hoán nên xảy ra sự việc đau lòng. Đến 19 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Tai nạn máy bay ở Brazil khiến toàn bộ hành khách và phi công thiệt mạng. Hãng tin CNN dẫn lời một quan chức địa phương Brazil cho biết, ngày 16 tháng 9 xảy ra một vụ tai nạn máy bay ở bang Amazon phía bắc nước này khiến 14 người thiệt mạng. Nguồn tin cho biết, ông Edson de Paula Jaguez Mendes, thị trưởng Barcelos, nơi xảy ra vụ tai nạn, đã xác nhận sự việc. Cụ thể, một chiếc máy bay cỡ trung bình đang chở 12 khách du lịch thì gặp nạn, khiến tất cả hành khách và hai phi công thiệt mạng. Thảm kịch được cho là xảy ra khi máy bay đang hạ cánh trong điều kiện thời tiết mưa lớn. Người phát ngôn của thống đốc bang Amazonas cho biết máy bay cất cánh từ Manaus và đang trên đường tới Marcelos, cách đó 400 km. Đây là khu vực rất nổi tiếng với khách du lịch thích câu cá vào thời điểm này trong năm. Điều kiện thời tiết không thuận lợi và phi công có lẽ đã phạm sai lầm trong quá trình hạ cánh. Một số cơ quan truyền thông Brazil đưa tin có cả công dân Mỹ nằm trong số những người thiệt mạng. Bắt bảo mẫu trong vụ bé trai tử vong ở nhà trẻ không phép. Liên quan đến vụ bé trai tử vong tại nhà trẻ không phép, ngày 16 tháng 9, chị Nguyễn Thị Thắm cho biết, gia đình vừa chứng kiến Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang thực hiện lệnh bắt tạm giam bảo mẫu kiêm chủ nhà trẻ. Theo đó, Công an huyện Châu Thành đã khởi tố và bắt tạm giam đối với Phan Ngọc Minh Thư, 32 tuổi, về tội vi phạm nguyên tắc nghề nghiệp. Trước đó, từ tháng 4 năm 2022, vợ chồng chị Thắm đã gửi con trai là B, 2 tuổi, tại nhà trẻ Minh Ngọc do bà Phan Ngọc Minh Thư làm chủ. Ngày 25 tháng 5, vợ chồng chị đưa bé B đến nhà trẻ như hàng ngày. Đến trưa cùng ngày thì cô giáo thông báo bé bị sốt, kêu vợ chồng chị Thắm đến đưa đi bệnh viện. Khi chị Thắm đến thì khắp người bé đã tím tái, ngất lịm. Tức tốc, bé được đi cấp cứu nhưng bé không qua khỏi. Kết quả giám định tử thi cho thấy nạn nhân có nhiều vết thương. Sau đó, vợ chồng bà Thắm đã làm đơn tố cáo. Người Hà Nội tưởng niệm 56 nạn nhân vụ cháy. 4 ngày sau vụ cháy chung cư mini khiến 56 người chết ở ngõ 29/70 phường Khương Đình, chùa Phùng Lộc đông đúc người dân đổ về dân hương, cầu nguyện cho người đã mất sớm siêu thoát. Chùa cách hiện trường cháy khoảng 500 mét, mở cửa từ 5 giờ 30 đến đêm. Từ khi xảy ra hỏa hoạn, mỗi ngày chùa tụng kinh 3 lần để cầu siêu cho các nạn nhân. Hòa thượng Thích Giác Quang, đại diện chùa cho biết, hoa cúc màu trắng cho người trẻ, hoa vàng cho người có tuổi đặt kín hai bên sân chùa. Ngoài ra còn có những chiếc đèn ông sao, bánh nướng, bánh dẻo được người dân mang đến dâng lễ cho người đã khuất khi chỉ còn 2 tuần nữa là Tết Trung Thu. Trước đó, chiều ngày 14 tháng 9, nhà chùa đã thỉnh hai bát hương từ căn nhà bị cháy về đây để người dân đến đặt hương hoa cho những người bị nạn. Chị Hoa và con gái hơn 2 tuổi ở phường Định Công cách chùa 2 km đứng giữa sân chùa chắp tay vái lại về phía bàn thờ. Tôi không quen biết ai, nhưng muốn sang tận nơi để thắp nén hương, đặt một nhành hoa cho người đã mất, chị nói. Nhiều học sinh trường trung học cơ sở Khương Đình đến thắp hương, tưởng niệm các bạn cùng lớp, cùng trường.
Theo cơ quan chức năng, trường này có 7 học sinh liên quan đến vụ cháy, trong đó 6 em tử vong. Tại hiện trường vụ cháy chung cư mini, hàng trăm người đến đặt hoa thắp hương tưởng niệm. Từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 9, Hà Nội dừng hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí để tưởng niệm 56 nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư mini. Thành phố cũng tổ chức một phút mặc niệm các nạn nhân vào lúc 8 giờ ngày 18 tháng 9. Mâu thuẫn trong đêm, dùng thuốc Novit đâm con rể hàng xóm tử vong. Đại diện thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng cho biết, vào đêm ngày 15 tháng 9 tại khu phố Thọ Xuân trên địa bàn xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ. Theo thông tin, vào lúc 21 giờ 20 phút ngày 15 tháng 9, Đặng Văn Khánh, sinh năm 1985, trú tại phố Thọ Xuân, thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy và anh N, sinh năm 1987, trú tại xã Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng cùng thành phố Hải Phòng, nảy sinh mâu thuẫn và ẩu đả. Trong lúc đôi co, Khánh dùng thuốc Novit đánh anh N khiến nạn nhân bỏ chạy vào nhà dân gần đó và được mọi người can ngăn. Dù vậy, Khánh vẫn không dừng việc đuổi đánh mà tiếp tục dùng hung khí đâm nhiều nhát vào người anh N. Sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nạn nhân đã không qua khỏi. Theo chính quyền sở tại, thời gian gần đây, anh N sang chơi và ở lại nhà bố mẹ vợ tại tổ dân phố Thọ Xuân, thị trấn Núi Đối. Tại đây hàng ngày giữa nạn nhân và Khánh hay nói chuyện với nhau và chưa xảy ra xích mích. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền thị trấn Núi Đối nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra sự việc, bảo vệ hiện trường, đồng thời cấp báo cho công an huyện Kiến Thụy cùng lực lượng chức năng tiến hành điều tra nguyên nhân sự việc. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, cơ quan chức năng bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Được biết, sau khi gây án, đối tượng Đặng Văn Khánh đã bị cơ quan công an bắt giữ. Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ. Gia đình miền Tây cưu mang hơn 100.000 chim trời. Anh Trương Minh Thắng, 40 tuổi, tiếp nối di nguyện người cha dành nhiều công sức tạo môi trường sống cho đàn chim trời sinh sống tại khu vườn gia đình. Gia đình anh Thắng quê gốc ở tỉnh Hải Dương, năm 1979, cha anh là ông Nguyễn Công Sự, từ Sài Gòn xuống Cà Mau lập nghiệp. Sau nhiều năm tích góp, ông mua 16 hectare đất tại ấp Quyền Thiện, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình, cách thành phố Cà Mau chừng 30 km. Do đất nhiễm phèn nặng, làm lúa không hiệu quả, ông Sự chuyển phần lớn diện tích sang trồng tràm, phần còn lại trồng mía, khóm. Tận dụng đất trống, lão nông trồng nhiều tre, trúc. Đến năm 2000, hàng trăm con chim cò về ở, nhưng lúc này cha tôi chưa tin chúng ở lâu dài nên không quan tâm lắm, anh Thắng kể lại. Sau vài năm, cha con anh Thắng phát hiện số chim về ngày càng nhiều, có lúc đến 20.000 đến 30.000 con. Gia đình dành thêm 2 hectare đất nuôi tôm trồng cây, thu hút chim tới cư ngụ. Cứ như thế, đàn chim phát triển sinh sôi ngày càng nhiều. Hơn 10 năm hình thành, hiện vườn chim của gia đình anh có hơn 100.000 con, thuộc 20 loài gồm cò, còng cọc, bạc má, chim sen, vạc mốc. Đặc biệt, vườn thu hút loài chim điên điển, hay còn gọi là cổ trắng, được xếp vào nhóm 1B, động vật rừng quý hiếm. Sau khi cha qua đời năm 2021, anh Thắng trực tiếp quản lý vườn chim. Tiếp nối nguyện vọng của cha, anh đã quy hoạch lại toàn bộ vườn, dành 10 hectare trồng tràm, tre, dừa, mắm và nhiều loại cây bản địa. Hiện vườn thu hút 800 đến 1.000 lượt khách tham quan mỗi tháng. Đường vào Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chi chít ổ gà, người dân chủ động sửa đường. Ngày 16 tháng 9, đoạn đường chính vào Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được một số người dân chủ động sửa chữa tạm thời, giúp sinh viên an tâm phần nào khi đi qua đây. Sau bài viết đường chi chít ổ gà, sinh viên thót tim khi đi vào Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận vào ngày 16 tháng 9. Đoạn đường chính vào Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã được người dân khu vực sửa chữa tạm thời. Trong lúc người dân sửa đường, lực lượng dân phòng hỗ trợ điều tiết giao thông, giúp giữ an toàn cho người đi đường và thuận tiện cho việc tu sửa. Một người trong đội sửa đường cho biết, đoạn đường chính vào Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã xuống cấp, nhưng có nhiều xe cộ đi lại khiến đường bị hư hỏng nặng, chi chít ổ gà, nước động vũng. Chúng tôi đã trao đổi thống nhất phương án tu sửa cơ bản. Có người chạy xe tải chở nhựa dư nên đã rủ thêm người trong xóm cùng làm để mọi người qua lại đoạn đường này dễ dàng hơn. Kinh phí thì chúng tôi tự bỏ ra, hy vọng vài tháng tới đỡ tai nạn, người này chia sẻ. Đi qua con đường đã bằng phẳng hơn sau khi được sửa chữa, bạn Cẩm Tú, sinh viên trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: "Mình cảm ơn các cô, các chú đã tu sửa đoạn đường này, khiến mình an tâm hơn mỗi khi đi qua. Trước đây mỗi ngày chạy xe máy đi học qua đây mình rất lo, đặc biệt là những lúc cao điểm khi xe buýt, xe máy rất đông. Mình đã bị sụp hố trên đoạn đường này mấy lần.
Mặc dù vậy, sinh viên và người dân khu vực mong muốn có sự quan tâm giải quyết của các cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn cho mọi người khi đi trên con đường này. Nhất là sau trận mưa chiều ngày 16 tháng 9, những ổ gà đã được san lấp lại bị ứ đọng nước, tiếp tục gây khó khăn cho người đi đường. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại!